rất nhiều năm tháng Dũng làm việc với các anh chị nhà đầu tư đồng hành với các anh chị nhà đầu tư hoặc là quản lý tài sản của anh chị nhà đầu tư thì Dũng nhận thấy không chỉ là một bộ phận ít nha cũng có rất là nhiều bộ phận anh chị hay mắc phải một vấn đề đó là chúng ta thấy cảm giác sự hấp dẫn của thị trường chứng khoán nó vẫn luôn luôn tồn tại nhưng tại sao anh hay tại sao chị mỗi lần cứ mua cổ phiếu là lại đu đỉnh cổ phiếu vậy thì đây có phải là một cái cân đầu tư mà không có duyên với anh chị hay không hả Dũng và nhân cầu câu chuyện này thì Dũng sẽ trao đổi với anh chị một chút về câu chuyện của việc tại sao cứ đầu tư chứng khoán cứ mua là lại đu đỉnh cổ phiếu và chào mừng tất cả anh chị đã đến với đầu tư chứng khoán cùng quang dũng ngoài những chia sẻ mỗi tối 8 giờ tối trên youtube dũng còn viết ra những mặt sáng mặt tối các kiến thức vận động trong đầu tư trên website quangdungstock.com một kiến thức trong đầu tư các anh chị cùng đó đọc vậy thì tại sao cứ mỗi lần chúng ta mua cổ phiếu là là chúng ta đu đỉnh cổ phiếu vậy thì hiệu ứng mua cổ phiếu và đu đỉnh này đó là gì trên thực tế thì chúng ta hay nói rằng là đu đỉnh hay còn gọi là dính đỉnh của một cổ phiếu hoặc là một tài sản nào đó đại loại là trong bất kỳ một cái cân đầu tư nào đó thì cũng có sẽ có những nhịp tăng có những nhịp giảm nhưng đôi khi anh chị mua cổ phiếu xong thì cổ phiếu lại giảm cứ mua xong là cổ phiếu lại giảm và đôi khi có những cái khoản lợi nhuận có cái, có những khoản sụt giảm đó nó chỉ là một khoản sụt giảm tạm thời và sau đó tài sản của anh chị tiếp tục tăng nhưng đôi khi cái tài sản đó nó giảm và nó không còn tăng nữa khiến cho anh chị bị thua lỗ nhưng đại loại là cứ mua cổ phiếu xong là cổ phiếu lại giảm mà không phải là mua xong thì vài ngày sau nó giảm mà cứ mua xong hôm nay là tài sản của anh chị nó lại lỗ ngay lập tức luôn đó gọi là hiệu ứng dính đỉnh và hiệu ứng đu đỉnh của cổ phiếu vậy thì tại sao nó lại có một cái hiệu ứng như vậy vì đơn giản là chúng ta không kiểm soát được cái cái cảm tính của mình trong vấn đề về đầu tư trong con người của mình thì có hai loại một là hành động theo cảm tính và hai là hành động theo lý trí Hành động theo lý trí thì phần trăm nó ít cho nên đó là lý do tại sao cứ một cơn sóng đi qua thì có 5% nhà đầu tư có lời, còn 95% nhà đầu tư thì thua lỗ. Vì đơn giản là 5% nhà đầu tư thì họ sử dụng lý trí của mình, còn 95% tức là số đông thì họ sử dụng cảm tính của mình. Đó chính là những lý do khiến cho tại sao cứ mua xong là cổ phiếu lại dính đỉnh, cứ mua xong thì cổ phiếu lại sụt giảm. Thực tế với anh chị luôn là đám đông 95% đó thì họ luôn luôn có một suy nghĩ chung. Nếu như chúng ta vào một thị trường xấu và thị trường đó giảm cũng như cổ phiếu của chúng ta giảm thì tư duy của một cái lối mòn đó là thị trường đang xấu và sẽ còn tiếp tục giảm nữa. Có những hành động đó là anh chị có thể bán cắt lỗ ngay lập tức và kỳ vọng sẽ mua được ở một vùng giá thấp hơn. Trên thực tế thì cái chiến lược này Dũng gặp rất là nhiều anh chị sử dụng chiến lược này trong một thị trường giảm. Tức là mình mua cổ phiếu xong vào thị trường giảm thì mình nhận định rằng thị trường giảm thì sẽ còn nhiều khả năng là thị trường tiếp tục giảm nữa và khi tiếp tục giảm nữa thì chúng ta có thể cắt lỗ ở thời điểm hiện tại và mua được một vùng giá thấp hơn nhưng trên thực tế thì chúng ta cũng không thể nào đánh giá được tương lai hay như hiệu ứng ngược lại khi mà tài sản của anh trị tăng và thị trường chứng khoán tăng tức là cổ phiếu của anh chị tăng trong một thị trường tốt thì tư duy của đám đông cũng sẽ suy nghĩ rằng là à thị trường nó đang tốt thì nó sẽ còn tiếp tục tốt hơn hôm nay tài sản của chúng ta tăng được khoảng 2% thì ngày mai nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục tăng do đó chúng ta có thể sử dụng mà đổi với tài chính hoặc chúng ta có thể sử dụng thêm vốn để mua thêm cổ phiếu này đây là những cổ phiếu tốt và giá cổ phiếu sẽ còn tiếp tục tăng và thì Dũng là một ví dụ chứng minh với anh chị như sau về câu chuyện của đám đông nếu như hai tuần hai tuần nay thì đó là giới đầu tư đang rất là sụp sôi về cái giá vàng khi mà bối cảnh kinh tế toàn cầu kinh tế toàn cầu cực kỳ phức tạp rồi diễn biến chính trị cực kỳ phức tạp thì thị trường chứng khoán thì nó không ổn định rồi bất động sản thì đóng băng thì cân đầu tư vàng là một cân đầu tư dường như là một cân đầu tư rất là phù hợp trong năm 2020 và dẫn đến đó là giá vàng tăng rất tốt khoảng 60 đến 62 triệu đồng một lượng vậy thì đám đông người ta cũng sẽ suy nghĩ rằng là à thị trường vàng là một thị trường hấp dẫn rất nhiều năm nay không tăng giá rồi thị trường vàng là một thị trường rất là phù hợp trong bối cảnh bất động sản thì đóng băng chứng khoán thì phiên tăng phiên giảm rồi bối cảnh kinh tế toàn cầu thì gặp nhiều khó khăn rồi kinh tế việt nam các doanh nghiệp việt nam thì có những doanh nghiệp lời có những doanh nghiệp lỗ có những doanh nghiệp thì lỗ nặng đại loại đó là một nền kinh tế khó khăn thì giá vàng sẽ là một cái cân phù hợp như vậy thì khi chúng ta cùng phân tích như vậy dũng cũng đọc được những thông tin này anh chị cũng đọc được những thông tin này dũng cũng phân tích được những thông tin này anh chị cũng phân tích được những thông tin này dũng cũng kỳ vọng về những yếu tố này mà anh chị cũng kỳ vọng về những yếu tố này vậy có phải chúng ta đang tiếp cận một thông tin cực kỳ là đại, đại trà nó không có gì đó chuyên biệt nó không có gì đó khác biệt hoặc nó không có gì đó nó gọi là bí mật bí hiểm cả mọi thứ nó đều cực kỳ là đại trà Vậy thì thực tế cũng chứng minh với anh chị trong hai tuần sụp sôi trở lại đây thì giá vàng ở thời điểm hiện tại nó chỉ rơi vào khoảng dưới 54 triệu một lượng. Tại sao Dũng, dùng lại nói là dưới 54 triệu đồng một lượng? Là vì anh chị mua có thể là anh chị mua 60 đến 62 triệu đồng. Nhưng anh chị bán thì anh phải chỉ bán cho người mua. Và người mua ở thời điểm hiện tại người ta chỉ mua khoảng 53.5 triệu. Vậy có phải là chỉ hơn một tuần mà tài sản của anh chị thua lỗ đến hơn 15% không? Như vậy thì có phải là việc chúng ta tiếp cận một thông tin, xử lý một thông tin và đa số nó là thông tin đại trà. Và những thông tin được xử lý theo theo cách của đám đông suy nghĩ thì rõ ràng đầu tư nó đâu có hiệu quả đâu cũng giống như vậy thôi tâm lý và hành vi đám đông nó sẽ luôn luôn như vậy vậy thì tâm lý và hành vi đám đông nghĩ rằng thị trường tiếp tục tăng thì anh chị sẽ tiếp tục mua anh chị tiếp tục mua thì kiểu gì cũng sẽ có một lần anh chị dính đỉnh cổ phiếu nếu như anh chị may anh chị có thể lựa chọn một cổ phiếu tốt từ từ giá cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng và tài sản của anh chị từ lỗ thì sẽ thành lời nhưng nếu như anh chị không may á anh chị mua một cổ phiếu dở anh chị mua một cổ phiếu mà lãnh đạo không có tâm, anh chị mua trong một bối cảnh kinh tế nó không tốt, đó. thì việc thua lỗ của anh chị có thể kéo dài đến mãi mãi. Như vậy thì nó nói lên được điều gì? Theo dụng nó nói lên được cái lớn nhất là chúng ta không kiểm soát được cuộc chơi của chính chúng ta. Thứ hai là chúng ta hành động theo một cái bản năng và cái bản năng đó thì đó là bản năng của số đông. Thị trường tăng thì sẽ còn tiếp tục tăng nhưng chẳng có gì là tăng mãi cả. Do đó hành động theo bản năng thì nó trả một cái mức giá rất mắc thứ ba đó là chúng ta mua theo bản năng và kỳ vọng một cái gì đó chúng ta nghĩ rằng chúng ta phân tích có logic nhưng đó là những thông tin đại trà và chúng ta phân tích giống như người khác phân tích giống như số đông thì sự khác biệt của chúng ta không có và đôi khi những cái chúng ta kỳ vọng nghĩ rằng đó là những sự phân tích cụ thể nhưng thực ra nó chỉ là những sự phân tích rất là mơ hồ dựa vào bản năng và không kiểm soát được cảm xúc đó là những ý nghĩa của việc tại sao cứ mua cổ phiếu là dính định cổ phiếu Thực tế không phải là anh chị không có duyên với thị trường đâu Không phải là người khác đang chờ úp anh chị đâu Không phải là người khác chờ anh chị mua xong để người ta bán lên đầu lên cổ anh chị đâu Mà là do hành động của chúng ta theo một cách vô thức Chúng ta coi bản điện nhiều, chúng ta bị cuốn vào bản điện, chúng ta bị cuốn theo cảm xúc Và chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta đang phân tích, đang kỳ vọng đúng Thì chúng ta sẽ tiếp tục mua Nhưng đôi khi nó chỉ là một thứ kỳ vọng mơ hồ và hành động theo một sự bản năng Của một sự không kiểm soát được cảm xúc của chính bản thân mình và là một phép thống kê với anh chị như sau đó là từ năm 2010 cho đến 2020 thì thị trường chứng khoán cũng tăng được khoảng hơn gấp đôi so với lại tức là mỗi năm tăng trưởng nó rơi vào khoảng 17 phần lại kép là tăng trưởng khoảng 17 mà đôi khi anh chị đầu tư 10 năm nay và anh chị đầu tư cứ mỗi lần anh chị mua là dính định thì anh chị vẫn đầu tư thua lỗ thì đôi khi thì chúng ta cũng phải nhìn lại nhìn nhận lại một vấn đề có phải là do kinh tế Việt Nam nó quá khó khăn hay không? Có phải là do các lãnh đạo của các cổ phiếu trên sản chứng khoán nó quá mờ mập mờ, mờ, mịp hay không có phải là do cái đội ngũ quản lý của ủy ban chứng khoán nhà nước làm ăn không hiệu quả hay không thì đó cũng chỉ là một phần nhỏ thôi còn phần lớn thì đa số là do mình do mình đó là do mình không kiểm soát được cuộc chơi của mình vậy không kiểm soát được cuộc chơi đó vậy thì chúng ta cần kiểm soát cuộc chơi kiểm soát cuộc chơi thì chúng ta kiểm soát cái gì trong một cuộc chơi này thì có hai loại để chúng ta có thể kiểm soát một là các nhân tố bên ngoài hai là các nhân tố về bên trong các nhân tố về bên ngoài đó có thể là ngày nào anh cũng chỉ coi đó là đồ thị chứng khoán của Mỹ, đồ thị chứng khoán của Nasdaq, đồ thị chứng khoán của Dow Jones, đồ thị chứng khoán của thị trường Trung Quốc, thị trường Nhật Bản, thị trường Hồng Kông vân vân và anh chị sẽ suy nghĩ rằng ngày mai thì thị trường chứng khoán Việt Nam có tăng hay có giảm theo những cái thứ thứ đó hay không rồi anh chị coi đồ thị của giá dầu đồ thị của giá bạc đồ thị của giá vàng đồ thị của giá kẽm với vân của thị trường hàng hóa thế giới và anh chị sẽ suy luận ra rằng các cổ phiếu của ngành nghề này hoặc là giá vàng hoặc là giá dầu hoặc là giá bạc như thế này thì ngày mai cái thị trường của việt nam nó có tăng giảm theo thị trường hay không nhưng câu hỏi được đặt ra là những cái thứ này anh chị đâu có kiểm soát được anh chị coi anh chị xem anh chị quan sát trên thực tế nó chỉ tốn thời gian tốn sức khỏe và tốn tiền bạc của anh chị thôi chứ nó đâu giải quyết được một bài toán gì cho nỗ lực phân tích của mình đâu hay nhiều anh chị kỳ vọng là phép có tiếp tục bơm bơm tiền hay không ờ, tiếp tục hạ lãi suất hay không để cho thị trường chứng khoán mỹ tăng hay không thị trường chứng khoán mỹ tăng thì thị trường chứng khoán việt nam cũng sẽ tăng theo hay là cái việc là dịch bệnh việt nam không chế tốt hay không và dịch bệnh này ở trên thế giới thì nó đã giảm hay chưa rồi vaccine khi nào có thì bản thân tất cả những thông tin này rất là mơ hồ và chúng ta luôn luôn đặt trong một câu hỏi một mớ câu hỏi và một mớ bong bong đó thực tế cũng chứng minh là những câu hỏi này nó không có một lời đáp giải đáp nào cụ thể cả và đôi khi những lời giải đáp đó đơn thuần nó chỉ là sự suy đoán của một chuyên gia nào đó sự suy đoán của anh chị hay là sự suy đoán của dũng mà dũng thì ít khi anh chị cũng sẽ thấy là dũng ít khi nào dũng suy đoán và dũng nhận định một cái gì cả tại vì đơn giản là mình không biết được tương lai ai biết được tương lai thì người đó giàu rồi như vậy thì cái bên ngoài chúng ta không kiểm soát được, vậy thì cái bên trong là cái mà chúng ta có thể kiểm soát được hay không? Đó thứ nhất, đó là kiểm soát về cái gì? Đó chính là cái lý trí của con người mình. Thông qua việc tiền đầu tư đó là tiền của mình thì mình phải kiểm soát tiền của mình. Có nên vay nợ trong một bối cảnh kinh tế khó khăn hay không? Chúng ta cần trả lời câu hỏi đó. Còn nếu như anh chị cứ vay nợ full mặc zin trong một bối cảnh kinh tế khó khăn, chính anh chị còn chưa kiểm soát được tiền của mình thì làm sao tiền sẽ sinh ra tiền trong tương lai được? Thứ hai nữa đó là những cái cổ phiếu của mình anh chị đã kiểm soát được chưa? Doanh nghiệp đó nó có gì đến chị đầu tư? Kỳ vọng trong 2 năm tới nó sẽ như thế nào? Những con số nó cụ thể hay không? hai năm tới mức độ tăng trưởng về lợi nhuận của nó tối đa sẽ được bao nhiêu? Tối thiểu của nó sẽ lên được bao nhiêu? Từ đó chúng ta sẽ định hình ra được vùng giá nào là một vùng giá chúng ta không nên mua thêm, vùng giá nào là một vùng giá chúng ta nên chớp lấy thời cơ khi thị trường hoảng loạn. Đó là những sự phân tích của mình, những sự phân tích cực kỳ kỹ lưỡng về dòng tiền của mình, về cổ phiếu của mình, về tài sản của mình. Đó là những cái mà chúng ta nên quan tâm. Vì khi mà chúng ta làm được những chuyện đó Dũng tin luôn anh chị sẽ là 5% của những người sử dụng cái lý trí để mà phân tích và để mà đầu tư Và khi mà chúng ta đã có là những người lý trí và chúng ta đánh chiến thắng được cái cảm xúc trên con người của mình ấy, Ai cũng có cảm xúc thôi Và chúng ta đánh giá và chúng ta chiến thắng được cái cảm xúc thông qua những cái lý trí của con người mình Dựa vào sự phân tích về cổ phiếu và phân tích về cái kế hoạch tài chính của mình một cách cực kỳ rõ ràng Thì chắc chắn là anh chị phân tích và anh chị sẽ cảm nhận đây là một tài sản tốt thì tài sản tốt nó chỉ có giá hời khi thị trường giảm và đây mới là thời điểm mua chứ không phải tài sản tốt thì giá cổ phiếu nó sẽ tăng và nó sẽ còn tiếp tục tăng mãi mãi và đây không phải là thời điểm mua đẹp đó là lý do mà dùng muốn trao đổi với anh chị về câu chuyện của việc tại sao đầu tư chứng khoán cứ mua là đu định cổ phiếu đôi khi chúng ta chưa kiểm soát được con người mình chưa kiểm soát được cảm xúc của mình chúng ta cần lý trí hơn mà muốn lý trí thì chúng ta cần phải tập trung vào các yếu tố bên trong tức là bên trong con người mình mình có kỹ năng phân tích doanh nghiệp hay không mình có kỹ năng phân bổ dòng tiền hay không dòng tiền của mình như vậy nó đã đáp ứng cho cuộc sống của mình cho gia đình của mình cho công việc của mình cho các chi tiêu của mình và đây là một phần dư giả của mình hay chúng ta cứ vay nợ vay nợ vay nợ và kỳ vọng rằng tài sản sẽ nở ra nở ra nở ra trong bất kỳ mọi thời điểm nào của nền kinh tế như vậy thì chúng ta đang quá cảm tính trong vấn đề về đầu tư. Trước đây là những quan điểm và chia sẻ ngắn của Dũng và hy vọng có thể mang lại nhiều kiến thức, nhiều giá trị dành cho các anh chị nhà đầu tư. Dũng ở đây để giúp cho anh chị hoàn thiện được vấn đề về đầu tư cả về tư duy đầu tư, phương pháp đầu tư, cảm xúc đầu tư và ngay cả những thứ mà anh chị nghĩ rằng nó là cái việc không có duyên về chứng khoán duyên hay không duyên là do chúng ta quyết định. Hy vọng sẽ mang lại nhiều kiến thức và nhiều giá trị dành cho các anh chị nhà đầu tư để mở tài khoản tại chứng khoán FPT nơi phí dịch từ 0.15% về 0.1% tùy vào các giá trị dịch trong mọi điều kiện của một nền kinh tế tiết giảm chi phí vẫn luôn luôn là một cách để tối hóa lợi nhuận nếu như anh chị vẫn đang loay like hay một bài toán phân bổ dòng tiền như thế nào cổ phiếu này đầu tư có tốt hay không giá này mua có được hay không mua cổ phiếu này có rủi ro gì hay không hãy sử dụng sản phẩm quản lý tài sản và tư vấn đầu tư của dũng vì dũng sẽ là người trực tiếp thuyết trình và đưa ra một phương án đầu tư mà phương án đầu tư đó nó phải phù hợp với dòng vốn của anh chị mức độ kỳ vọng của anh chị vào thị trường và chắc chắn anh chị kỳ vọng nhiều thì rủi ro nó sẽ xong hẳn vậy kỳ vọng đó rủi ro đó anh chị có chấp nhận được hay không? Trước đây là lịch đào tạo của Dũng và tuần sau khóa học đầu tư chứng khoán cơ bản online tối 357 từ 7h30 đến 9 h Dũng sẽ là người định hình lại với anh chị về phương pháp đầu tư nơi mà Dũng nhận thấy đa số các anh chị đầu tư thì xanh xanh đỏ đỏ với thị trường hoàn toàn chưa có một phương pháp đầu tư có thể anh chị may mắn thì sẽ lợi nhuận cao nhưng có thể anh chị không may mắn thì sẽ thua lỗ nhưng tài sản của chúng ta thì không đúng và không sai được phương pháp đầu tư thì nó lại phụ thuộc vào bối cảnh kinh tế từ bối cảnh kinh tế và phương pháp đầu tư sẽ cho ra được danh mục đầu tư từ năm 2020 kéo dài cho đến 2022 mọi chi tiết xin liên hệ với Quang Dũng qua số điện thoại 0933 687 436 Dũng xin hết